cám vừa cám đó mọi người, cận Tết rồi đó, mình đi câu cá giải trí khu vực này xem như thế nào, là mình cũng tiếp tục đi câu bằng mồi giun nha mọi người, thấy giun không, trùng hổ đây, câu bằng mồi giun to đây. Chỉ mình đi câu săn chạch lóc nha, không biết tình hình như thế nào nữa mọi người. Mình mới thả hai cần máy đây, chưa có dấu hiệu đụng đại. Đây đây đây, cần này đó mọi người thấy này, đấy đấy đấy, có dấu hiệu không biết cá gì đây, mới vừa nói là có dấu hiệu này. Chờ một chút nha, đó đó, không biết cá gì đây. Đây, tiếp tục nhúc nhích nha, chờ xem không biết cá gì đây. Chờ có cá, không biết cá gì đây. Con chạch lóc đầu tiên nha. Đây, chạch lóc này, chạch lóc đầu tiên nha mọi người nha, thì phải mình bỏ vỏ nha, đó mình dùng vú điều chạch lóc nha mọi người nha, tiếp tục là ăn cần vàng, chờ một chút rồi tối rồi mình thấy. Để mình xem nhé. Rồi, dính rồi đó. Tiếp tục chạch lóc nha. Con này hơi nhỏ. Cần vàng nó có cá ăn. Có cá gì đây? Chạch lóc hoặc là cá gì đây? Chín rồi đó, chưa trực lắm đó, vẫn còn, thịt lão tiếp tục thịt lão nha, tương đầu trực rồi mọi người nha, bỏ gió nha,
lấu bông này, vàng ươm này mọi người nha. Tay này nó có ăn này. Lâu nha, cực lâu, cực lâu nhỏ không mọi người. Bữa này khu vực này cực lâu có tầm này không? Tầm vàng có cá ảnh. Cái gì đó. Rất là đẹp, trật lức. Nên mình mới di chuyển địa điểm mới nha. Mình thả cũng hai cần mái thôi. Cần này cần dưới này, nãy là có cá rỉa. Bây giờ cá nó không ăn, nó lạnh quá mọi người. Bây giờ mình xin bắt cá đây, toàn là chịch lốc không được. 1 2 3 4 5 6 6 em chặt nha. Đó, mình báo cá cho các bác đó. Cá chặt rất là ngon, chịch lốc 6 em, chắc là mình cũng là thu cần mình về thôi. Như vậy thôi, trời nó lạnh quá cá không ăn nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái